Đây là chợ Gò Tà Mau. Hiện tại thì nước cũng đã ngập rất là sâu. Trước đây thì có một cái chốt đang gác chỗ này nè cô chú. Còn bên đây là casino. Chiều không? Dạ, buổi sáng. Dạ. Đây là chút đồ
Dạ, em chào tất cả chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em đi về lại thành phố Châu Đốc để đi một ngôi chợ biên giới nha cô chú. Chợ này có tên gọi là chợ Châu Thạnh. Hiện tại thì em đang đứng ở bên đình Vĩnh Quân này cô chú. Xa xa cô chú là cây cầu Cùng Tiên. Sáng sớm thì có mấy anh đánh lưới ở đây cũng nhiều lắm. Đây là cây cầu Vĩnh Quân này cô chú. Ở đây cầu này mấy cô chú cũng có nhiều cách gọi lắm, cầu Vĩnh Quân, Vĩnh Quân. Thì em mới hỏi một người dân địa phương ở đây á, một cô nói là cầu này cầu Vĩnh Quân nha. Buổi sáng cảnh ở đây cũng rất là đẹp luôn. Wow, có đàn chim bay nữa kìa cô chú. Ngày mới xin chúc tất cả cô chú anh chị bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Wow, ở đây có mấy anh đang đánh cá nè cô chú. Buổi sáng ở đây rất là đẹp. Xa xa cô chú anh chị bạn á là cái làng Bảy Sắc Cầu Vồng. Làng bè Bảy Sắc Cầu Vồng nha, rất là đẹp. Thì em lại gần em quay cảnh đánh cá cho cô chú xem nha. Không biết là có cá nhiều không nữa. Chạy thẳng đường này luôn á cô chú là mình sẽ đi về lại biên giới, về lại An Phú. Hồi xưa đi tàu bè, đi tàu đi chợ á, thì người ta đi tàu từ An Phú xuống đây đó, theo hướng này rồi cô chú. Ở đây thì người ta gọi là làng bè Châu Đốc, có rất là nhiều bè người ta nuôi cá ở đây. Bữa nay đi chợ Châu Thạnh xong thì nếu mà qua bên chợ Tà Mau được thì em sẽ đi vòng đó cho chú xem. Cũng thời gian gần đây thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi em á, là có đi qua chợ Tà Mau được hay không. Thì em sẽ đi quay tình hình ở đó cho chú xem nếu được. Wow, cũng có cá cô chú ơi. Cái này cũng rất là mau. Bên đây là cầu Cùng Tiên thì đi nhìn qua bên kia là chợ Châu Đốc nha cô chú. Từ chợ Châu Đốc mình nhìn qua mình xéo bên kia sông nữa là làng bè Bảy Màu. Rất là đẹp luôn, cũng rất là nổi tiếng ở Châu Đốc. Còn chợ Châu Thạnh thì nằm bên đây nè cô chú, qua cầu Vĩnh Quân. Mình xuống cầu mình vẹo phải là mình sẽ gặp được chợ Châu Thạnh. Ở đây buổi sáng mọi người đi qua lại đây cũng đông lắm. Đi thẳng luôn là mình đi tới Tịnh Biên 17 cây số. Còn quẹo phải là mình qua Campuchia 15 cây số. Ở đây thường đi qua lại Gò Tà Mau á chú, người ta đi mua đồ cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại thì không biết có đi qua được hay không nữa. Ở đây là khu vực biên giới nha cô chú. Bữa nay nước lên cũng rất là nhiều. Ở xung quanh toàn là nước không à. Bữa nay nước chảy cũng mạnh lắm luôn. Rồi bây giờ cô chú cùng em đi qua chợ Châu Thạnh nha. Ở đây chợ này cũng rất là sớm. Đây là đình thần Vĩnh Quân nè cô chú. Còn đường này là đường Tây Xuyên. Đi Tà Mau thì em đi thẳng qua đây, mình đi cái đường tắt qua bên Tà Mau á. Nhưng mà hiện tại thì không biết có đi được hay không nữa. Mình đi lại gần gần chơi được nhưng mà hiện tại thì không có mở cửa. Cầu này xây cũng rất là lâu cô chú. Nhìn đi cầu cũng rất là cổ kính luôn á. Bên kia cũng có một cái cầu luôn. Hai cầu này là mình đều qua Vĩnh Quân đó cô chú. Nhìn xa xa chỏng á là cô chú sẽ thấy chợ nữa, thấy núi Sam nha. Phía dưng núi Sam thì cái chợ Vĩnh Đông. Cũng gọi là chợ núi Sam luôn. Cầu này cũng rất là cao. Nhiều khi mấy cô chú chạy xe lớn tuổi chạy xe thì nhiều khi bị tụt ở đây nè, không có lên. Cầu rất là cao luôn. Nhà của bà con cặp mấy sông cũng đây nè. Thấy cái cột cũng ở dưới sông luôn á. Không biết lâu năm có bị mục không nữa. Bây giờ ta thay bằng cột nóng đá rồi. Sáng sớm có mấy cô chú ngủ cà phê nữa nè. Đó.
đây đường số 4, còn đây là đường Trần Hưng Đạo. Trước mặt em là chợ Châu Thạnh nha cô chú, để em đi kiếm chỗ gửi xe. Không biết chỗ gửi xe nằm đâu luôn. Cô, chỗ gửi xe đâu cô? Đây luôn hả? Dạ dạ. Đây gửi xe đây luôn nè cô chú. Dạ. Đây đây luôn á chị. Dạ. Đây gửi xe đây luôn cô chú. Bán xe bố lượng á cô. Dạ. Đây xe bố lượng nè cô chú. Chạy dưỡng nhang. Ở đây xe đạp là 2.000 hả chị? Xe Honda là 5.000. Đó. Đây xe mô lượng. Bịch nhiêu cô? Con bịch đi. Xe mô lượng. Dưỡng nhang uống này đẹp ha chú. Uống cái này là không có một lấy thứ năm chai. Anh đó biên phòng gì cô? Gì hả? Dạ, cho con chai dưỡng nhang nữa đi. Đây dưỡng nhang nè cô chú. Uống cũng ngon, tự nấu luôn hả cô? Nấu luôn, bên này là mình nấu cần nước đá. Dạ. Đó. Hai chai dưỡng nhang. Rồi nấu tiền chưa? Rồi, cảm ơn cô. Bán được tới mấy giờ mới về cô? 2 chai. 10 giờ chứ. Dạ. 10 giờ hoặc là 9 giờ là hết. Dạ. Xe đi anh. Rồi. Thì bán xe cái nha. Cảm ơn nhiều. Đem nào uống không? Dạ khỏi. Có con sáng uống. Ủa, nước đây nè, lọc rồi. Đổi đây nè, đổi đây nè. Wow, bánh canh trắng hả cô? Đây bánh canh trắng nè. Sáng giờ có bán được chưa? Được rồi. Dạ. Trắng con ngọt luôn. Con quay lát bán hết nồi nha. Rồi, bán hết. Đó, canh trắng cá lóc hả cô? Bánh canh cá lóc. Đó, lâu lắm rồi mới gặp bánh canh trắng với lại bánh canh ngọt nè. Đó. Bình dân. Dạ. Ủa chú bán bên nào? Bên đây hả bên đây? Hai bên nước dân luôn chạy xô mà. Dạ. Bánh canh ngọt này coi vô. Bên đây chú Chiên cũng chạy xô luôn à. Dạ. Một tiếng hồ nữa còn con ghé con ăn nha cô. Dạ dạ. Dạ. Canh trắng nè. Cô đây trộn lên cái thấy cá luôn không cô? Cá đẹp. Đó. Cô chú đi chợ Thành ghé phía trước ăn canh trắng nha. Bán chắc lâu năm lắm hả cô? Ừ, bán đâu cũng gần 30 năm. 30 năm hả? 30 năm về. Dạ. Hồi nhỏ cũng hay ăn bánh canh này lắm, canh trắng với canh ngọt. Đây em quay lại bánh canh ngọt nữa cho cô chú xem nè. Có nước dừa đâu phải không cô? À, canh ngọt có nước dừa luôn. Đó, đây là bánh canh ngọt nha. Đó, canh ngọt. Rất dạ. Luôn. Bánh canh trắng đường bên đây. Đường hút lắm. Dạ. Canh ngọt đường hút lắm. Dạ. Cảm ơn cô chú. Đây, dạ, dạ. Này bánh tiêu. Chiên bánh tiêu. Đây bánh tiêu đây. Cá nhiêu chị? 5.000 hả? 5.000 cho em hai cái bánh này đi. Đi chợ gặp bánh là khoái lắm. Đó này chưa chiên nè cô chú. Chiên ngày tháng nhiêu tiền anh? Dạ. Lương tháng nhiêu tiền vậy? Em ngày có 50.000 à. Đó, chưa chiên một ngày 50.000. Là công nướng không đó nha. Đó, chưa chiên có mè luôn đó cô chú. Như chị? 10.000. Chú Chiên cũng vậy luôn hả? Đó. Đây bánh tiễn, ấy lộn, bánh tiêu. Còn đây là chú Chiên. Rồi cảm ơn anh chị nha. Chú ơi đi hướng này đông hay là đi hướng bên này đông không chú? Dạ dạ. Dạ. Ở đây em thấy đường toàn là để tên số không à. Đây đường này là đường Trần Hưng Đạo. Đi thẳng ở đây luôn á là mình sẽ đi thẳng lại dưới chân cầu Cồng Tiên nha cô chú.
cảnh sinh hoạt chợ buổi sáng ở chợ Châu Thạnh. Đây là tổng quan của chợ Châu Thạnh này cô chú. Chợ này cũng không có lớn mà cũng không có nhỏ. Kế bên là có Bách Hóa Xanh nữa. Bây giờ chỗ nào có chợ là chỗ đó có Bách Hóa Xanh nè cô chú. Nhưng mà người dân thì người ta sẽ thích đi chợ truyền thống hơn. Chị thích đi chợ Bách Hóa Xanh hay là đi chợ truyền thống vậy? Dạ, yeah, không thích đi hơn ha. Dạ. Ít đi Bách Hóa Xanh phải không? Dạ. Yeah. Thấy người ta đi chợ truyền thống nhiều hơn. Đi chợ Bách Hóa Xanh người ta cũng ít vô lắm. Gì mà? Mình mua gì mua đi. Rồi, mời cô chú bạn cùng em đi vô một vòng ở chợ Châu Thạnh nha. Hôm nay cá quá trời cá luôn nè. Mấy cô bán cặp lề đường cũng dễ mua lắm, chạy xe ngang là mua được à. Wow, cá phèn, cá linh non nữa. Hôm nay cá linh bự quá trời bự hả chị? Đó, hôm nay cá linh bự quá. Bự cái này, cá này cái kho lạc ngon lắm á. Bữa nay mấy chục chị? 60. Dạ, bữa nay 60.000 là bằng rồi đó ha. Đó, ở đây có cá linh non quá trời luôn cô chú ơi. Đó. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đây cá thịt lấu nè cô chú. Đó, cá heo nữa. Bên đây heo nhiêu ký chị? 600 hả? Cá nuôi hay cá đồng chị? Cá đồng luôn hả? Đó, 600. Vậy là 200 gram nó nhiêu tiền? 200 gram 120. Lấy em 200 gram đi chị. Đây là cá mè hôi. Thôi giúp đây là cá heo nè. Chị nói là cá heo đồng á. Wow wow. Khoan em chậm đi em quay cân cá này cái nha chị. Đây cô chú. Cá heo đồng. À, ta làm gì được hả chị? Đem bóc thử con nữa nè. Nó nguy hiểm lắm cô chú. Cái ham quá. Cái heo đồng bự lắm. Nhìn nè. Dạ. 400 gram à? Nhiều lắm, em ăn hết. Đúng được. Mua 300 gram cái heo. Đụng tới đó là nó sẽ rộ lên nè cô chú. Mượn em bắt con bự coi á nha. Wow, con bự này chú cầm được không chị? Em cầm cái heo lên cho chú xem nè. Nó như con heo vậy á. Nó cắn, nó ấy không chị? Đây em cầm đây. Đây cô chú. Cái heo nè. Đó. Mập như con heo vậy á. Này cô chú. Mập như heo vậy. Nó gọi là cái heo. Đó. Cướp điện thoại luôn. Này cá heo này là 600 ngàn nè cô chú. Quá trời cá luôn. Thịt lấu bao nhiêu hả chị? Thịt lấu bao nhiêu chị? À thịt lấu 350. Còn cá mè. À cái lấu này ta nuôi phải không chị? Ta nuôi hay là tự nhiên vậy? Tự nhiên luôn hả? Cái lấu bự lắm cô chú. Để em bóc cái lấu đi cô chú xem nè. Nè, bự lắm. Bự hơn cầm tay của em nữa. Bạn để em đây. Bự lắm, chị nói là tự nhiên mà không biết phải là tự nhiên hay không nữa. Đó, cầm tay của em so với con cá nè. Bự lắm. Dạ. Yeah.
chết hết con rồi. Của em 180 hả chị? Dạ. Cho em gửi. Còn tôm tôm này tôm càng xanh nè cô chú. Còn này bán cá quá trời cá luôn. Cảm ơn chị. Bữa nay cũng cá linh non. Bên này cũng cá linh non với lại cá chạch luôn nè cô chú. Đó. Cá chạch cơm. Cái linh bữa nay bự quá trời bự. Nhìn thấy ngon quá hả cô? Đó. Cá linh nay bự quá, nó kho lạc ăn, nó còn chua cũng được nữa. Nay 60 hả cô? 60 hả cô? 60 ngàn. Dạ. À. Cá linh non, bữa nay nó bự rồi, trưởng thành rồi. Bữa nay gọi là cá linh thôi, có cá linh non được không cô? Đó, nhìn thấy ham quá. Bán cá rồi bán bông súng luôn hả cô? Dạ. Dạ. Cá súng luôn. Dạ. Dạ. Cá chạch bữa nay sao cô? Qua quay cá chạch. Cá chạch này chứ như chú? Chạch lớn nhiêu? Lớn 250, còn này là 150 hả? Dạ. Lấy con nửa ký cái chạch này đi. Dạ, nửa ký. Đây là chạch lớn 250 cô chú. Chợ này cá cũng nhiều ghê luôn ha. Chợ này cá nhiều lắm cô chú ơi, cái chạch cá linh ngon ngon không à? Dạ. Đây chú đang mặn cá linh nè. Mặn ký ăn nhiêu tiền chú? Bán chứ mà bán trả vô cô chú ký nhiêu tiền? Bà này hả? Dạ. Làm không có đủ trời khỏi cả. Thì tưởng đâu mướn chú ký 50.000 gì chứ. Đây cá linh bữa nay không gọi là cá linh non nữa. Nó bự hết rồi. Đủ trời chứ khỏi trả tiền. Nó cười với chú. Dạ yeah. Không cho đụng luôn, con có tiền nè. Giờ này người ta đi đông chưa cô? Đông rồi đó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cá quá trời cá luôn. Đó. Vậy này mấy cô đi đông rồi đó cô chú. Đa số là người ta bán ở ngoài đường gì là nhiều hả chú? Dạ, cũng dễ mua ha. Đó. Đây là bên ngoài đường nè. Đây càng cua. Càng cua, cá biển. Cá mì hôi, ốc. Đủ loại luôn cô chú ơi. Giờ vô cùng em vô trong đây nha. Cá chả nè, cá lóc nè. Đây là tiếp tục cá linh đó nè cô chú, cá linh bữa nay bự. Cá linh ghìa nữa. Còn tươi xanh nè cô chú. Rất là ngon. Đây bắp chuối nè cô chú. Bắp chuối này chú gì bự dữ vậy chị? Bắp chuối gì bự dữ vậy? Chuối hột hả? Đây bắp chuối hột cô chú bự cho bá luôn. Cái này chắc 3 kg quá. Ngò này 70. Này là bơ nè. Còn đây là vú sữa nè. Mấy ngày nay đi lâu lắm mới gặp được vú sữa. Vú sữa này nhiêu chị? Vú sữa này 35.000 ký.
Đó. Cái này gần tới mùa vú sữa chưa chị? Dạ. Dạ. Này gần tới mùa chứ chưa có nhiều. Đây trái vú sữa nè. Cái nhà em có cây vú sữa luôn, trồng đâu 5 6 năm nay mà không có trái. Vú sữa của chú 35.000 ký nha. Ở đây là mít tứ nữ nè. Đó. Căn cho em 5 trái vú sữa chị. 5 trái này chắc hơn ký ha. Mấy trái? 5 trái. Dạ. Vú sữa, nho, nhãn nữa. Chợ này là lâu tàn không chị? Dạ lâu rồi, lâu lắm. 12 giờ luôn hả? Tới chiều luôn. Tới chiều là 3 giờ, 6 giờ. Dạ. Ký 6 là... Dạ. Cho em gỡ đây xíu nha. Là nhiêu? 56. 50. Rồi. 5 hả? Rồi, cái đó dư rồi đó. Dư 5.000. Cảm ơn chị, cho em để đây xíu đi. Em để bên cá đâu luôn xíu nha. Cảm ơn chị nhiều. Wow, này mà mấy cô đi chợ đông rồi nè. Chợ này dễ đi lắm cô chú. Chạy xe qua cái dèo là đủ mua đồ về luôn à. Đó. Ăn đủ loại hết, nhiều cá nữa. Rồi cái cốc bự ghê luôn, bên kia bán cái cốc bự lắm cô chú. Đó. Cá cốc cá cha. Và chủ nhật nên người ta đi chợ cũng đông. Còn cái này là củ sen. Đây củ sen nè cô chú. Này cô có mua về nấu canh hả cô? Mua về nấu canh. Dạ, thăm thịt hả cô? Dạ. Thăm thịt trước này đó. Đó, củ sen. Nhiều cô, nhiều đó nhiều. Dạ, 7.000. Đó, củ sen nữa cô chú. Cô nói hầm thịt ngon lắm. Dạ. Dạ. Lấy con hai củ giống vậy luôn cô. Đó, củ sen đó. Giống con khoai mì quá. Dạ, giờ con hai củ giống cô vậy á. Thôi con này con quay. Đây củ sen nè cô chú. Đó giờ chưa ăn củ sen lần nào. Ngon lắm. Dạ. Con ăn ngó sen không à? Nghe củ sen. Đó. Này đây chắc mấy cô bán ký quá. Đây cá lóc cá bông nè. Cá bông bự ơi. Dạ. Cá bông này ký nhiêu cô? 95.000 ký. Dạ. Có bao nhiêu? Hai mấy? 24. Rồi, con gói đi. Dạ. Mua xương gì hầm ha. Đây, cá cốc, cá cha. Cá cốc bự quá trời bự luôn cô chú. Cốc nó chừng 4 ký gì đó. Bự lắm. Wow, kẹt xe luôn rồi. Này chỉ vừa vừa còn kim cái gì nè. Một cái chết rồi. Đây chỉ
chay chanh, chay chanh cũng bự quá bự à. Đó, chay chanh. Dạ. Đây giờ bán trái cây ngon không nè? Chanh hạnh nữa. Chanh đó nhiêu ký chị? Chanh 10 ngàn. À, cũng rẻ quá ha. Chanh bự quá bự, ký 10 ngàn rồi cô chú. Hạnh hạnh mắc hơn hả chị? Dạ. Đây cái hạnh nè. Cái hạnh này là mắc hơn. Rồi đi. Này mua gì bằng chợ đường uống á chị? Đây mấy cô bán trái cây ngon lắm luôn. Cô chú có đi mua trái cây ghé đây nè. Trái cây rồi dưa bằng kim nữa. Rồi. Chúc chị bán đắt nha. Chỗ này là thiên đường cá luôn cô chú ơi. Cá rất nhiều, cá gì cũng có hết, cá dảnh nữa nè, đó, cá chốt, cá thiểu nữa, cá lư châu, cá chạch. Cá lư châu này được. Đó. Cá chốt bự bự luôn. Cô mua nguyên bọc cá lư châu luôn. Cá này về chiên hay là kho cô? Cá này hả? Dạ. Kho chiên cũng ngon chứ hả? Cá này kho muối chiên á, cá này nó có mấy gì tư, kho dạ. Ăn nó ngon. Cá bự quá à. Cái này cá nước ngọt. Chiên giòn ngon hơn hả? Muối chiên giòn mới được. Còn này nó mấy gì tư đâu, con kho ăn mới là ngon. Dạ. Đây, chị bằng xong luôn rồi đó. Chị là dân châu đốc luôn hả chị? Dạ. Ngang sông nước. Cô ở dưới bè. Dạ, ở dưới bè dưới sông Châu Đốc này hả cô? À. Dạ dạ. Gần là làng bè Bảy Màu không? Không đâu, cô ở trên này. Dạ. Bảy Màu bên kia. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Lâu lâu mới lên bờ một lần hay là ngày nào chở mua cô? Dạ. Hai bữa mới đi một lần. Cảm ơn cô. Cá he nè, cá he bự hết hồn luôn đó. Bên đây bánh ít, bánh chằn, bánh chuối, bánh bò. Wow, lương. Ê, nó sắp bò ở ngoài luôn rồi. Lương một chút. Đó. Nhật nên chợ cũng khá là đông á. Cá linh nhiều quá trời nhiều luôn chú. Đây cô chị này bán cá linh nữa nè. Dạ. Cá linh. Cái này là mình căng lên con ta hả chị? Để căng cái đó kìa. Đây cá linh này cô chú. Hồi nãy em gặp nó đẩy cá linh quá trời luôn. Ở dưới sông dốc này nè. Có thấy ông chủ vườn
Dạ. Dạ. Ông sau lưng là ông dựa hả chị? Dạ. Nghe cái linh nè. Bình thường chị bán cái linh với cái cha hả? Đủ thứ. Dạ. Hello nãy giờ. Cái linh này bự hơn ngón tay nữa. Đó. Để nó nhảy ra ngoài nè. Rồi. Đây có linh nguyên một xe có linh luôn này cô chú. Cái này đi giao chợ nào nha anh? Dạ bỏ mối bên kia. Nguyên một xe có linh luôn. Hai bọc bự. Bên đây xe có linh nữa nè cô chú. Đó. Có linh nhiều lắm luôn. Vậy cái này tới con nước nhưng mà cái linh nhiều chứ chị? Dạ. Đây chị bốc cái linh ra nè. Còn muốn bước ra không hả? Wow. Đó. Ngon quá ha. Thường mình lấy xong mình bán lại chợ hả chị? Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị có đắt nha. Bên này thấy nhiều nhất là tháo linh đó cô chú. Bên đây là gắn nè, gắn nước, gắn bông súng đó. Đủ là gắn luôn, gắn ngô hành. Đó, gắn ở đây là chị bằng sẵn rồi đó. Nhiều loại gắn lắm. Rồi ếch nữa nè. Chợ biên giới thì thường có gắn nhiều lắm cô chú. Đây là cua. Có bán thịt cua không chị? Thịt cua á? Có anh, xay cua xay. Dạ, hay là dạ. Cua nguyên con? Xay rồi á. Xay rồi có anh. Nhiều ký chị? Ký 60. Nè cua gì là tép ra nè. Dạ. Ký 60 ngàn cô chú. Dạ. Có gạch cua đó nè, quay gạch cua luôn nè. Gạch cua. Có ai nhu cầu ăn gạch cua không? Dạ. Này thịt cua bán làm sao? Gạch cua ký 80. Dạ. Thử ra gì nè. Thịt cua để ra chưa nó bị hư không chị? Để vô cái bịch cá đi mà để chưa sợ nó. Dạ. Anh tính mua 1 ký thịt cua về Trân Phú. Ờ cái này á hả? Cua xay á hả? Cua xay thì để vô cục cái đá rồi được rồi. Dạ, vậy bán 1 ký đi. Rồi. Có càng không? Càng hết rồi. Hết rồi. Cua này là cua nguyên con nè. Dạ, đây cua nguyên con. Hôm nay cua mằng gòi nè. Cua mằng gòi thịt cua là 60 ngàn 1 ký nha cô chú. Mua 1 ký thịt cua về nấu canh ăn. Đây là bán thịt heo. Có cô chú anh chị bạn nói em không quay thịt heo á, tại vì là quay gần á, nó có máu, YouTube nó quét kênh của em á. Đây cô xay. Đây là ký hả chị? Ký. Dạ. Cua này này. Ký 4 người ăn đủ không? Đủ rồi. À. Dạ, anh lát đảo lấy. Là đây là mua được 1 ký thịt cua nha cô chú. Ở đây bán 24 luôn chị. Dạ. Là ở đây lúc nào cũng có. Nhà làm chợ nằm đây nè chú, nhưng mà nhà làm chợ thì không ai hết trơn á. Dạ, còn ở ngoài thì đông đúc vui.
cảm ơn chị nhiều. Dạ. Ở đây chị bán cua 24/24 luôn nha. Đó. Tên gì, tên gì? Quen đây đó, An Giang. Đây đó, An Giang. Dạ dạ. Dạ tối tối. Wow, ở đây lương cái heo quá nè. Quá dữ. Nguyên mâm cá heo ở đây nè cô chú. Đây em quay cá heo chú xem nữa nha. Cá linh nữa nè. Mua cá linh đây kho lạc ha. Chị cá rảnh nó nhiêu ký chị? Cá đó kho ăn được không? Dạ, cá đó nhiêu chị? 60 ngàn à, lấy em nửa ký cá đó đi về kho lạc ăn. Cá heo mấy trăm chị? 700. Wow. Cá heo 700 cô chú. Đây cá heo nè. Đó, cá heo này là 700 ngàn một ký. Đó. Cá heo này 700. Cái này chắc heo đồng hả chị? Dạ, cá sông cô chú. Cá heo 700 ngàn một ký. Là cá heo đồng nè cô chú. Ký là 700 ngàn. Đó. Thường ta đánh bắt ít cá này lắm phải không chị? Lâu mà đừng con á. Đó. Em cảm ơn chị nhiều. Heo đó 70 ngàn. 70 ngàn 100 gram. Bữa nay cũng rất là đông vui cô chú. Cá heo một chỗ là 600, một chỗ là 700. Bên này bán hải sản. Mực, tôm. Đây cá leo quá nè cô chú. Wow, cái này là cá chê. Đây bán tà hũ nè. Đậu hũ. Có sữa đậu nành không chị gái? Không có sữa đậu nành hả? Có chao hả? Chao này bao nhiêu hũ? 30. Hũ lớn hả? Hũ nhỏ? Hũ nhỏ 20. Lấy mình hũ nhỏ đi. Đây chao chú. Hũ này là 20 ngàn. Này là keo mũ hay là keo Đây làm nhà mình làm luôn hả? Dạ. Chao này mình nhập về. Nhập về hả? Nhập về. À. 150. Đây tàu hũ nè cô chú. Còn tàu hũ này mình tự làm hả nhé? Dạ đúng rồi. À. Rồi anh cảm ơn. Đây sâm xương sáo. Đây tới cuối phía sau chợ đó cô chú. Phía sau chợ cũng có bán rau trái cây nữa nè. Đó. Đủ loại luôn. Đủ loại trái cây. Bánh mì nè. Bánh mì này bánh mì thịt hả chị?
mì chả. Mì chả hả? Dạ. Dạ, còn này là đu đủ đâm hả? Dạ. Rồi đủ. Ồ, miếng này gọi là miếng gì chị? Tép chiên. Tép chiên. Miếng này như miếng chị? Dạ 5 ngàn. Dạ, vậy cho em ổn mì. Dạ. Ổn mì để ớt hả? Dạ. Ổn mì cậu để ớt hả? Ờ, để 2 hộp thôi. Dạ. Vô chăm chú với con. Dạ. Thay này đưa lên giùm ma. Dạ. Ăn 2 hộp rồi chứ 3 hộp ăn cay ăn nổi. Dạ. Này bánh mì chả cô chú ơi. Chả này chả cái gì á cô? Cá ba sa ở nhà làm. Nhà làm chả luôn. Làm ngon lắm. Dạ. Này cô làm luôn hả? Dạ. Con tưởng đâu cô bán đu đủ đâm chứ. Cái này đu đủ rồi. Giỏi hoa. Đó. Đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Biết không? Còn em bán với mẹ hả? Dạ. Dạ. Nhiêu cô? Giá 10. 10 ngàn. Nó nói anh Hài con coi, coi mẹ có lên YouTube không? Dạ. Rồi về nhớ ủng hộ anh nha. Nhớ ủng hộ con nghe cô. Đây đó An Giang nghe cô. Dạ. Cô bán buổi chiều không? Không, bán buổi sáng. Dạ, buổi sáng không ạ? À? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Da u hộp gà nữa nè. Đi qua bên đây nghe cô chú. Đây là thịt heo quay. Quá trời phơi mì vậy. Đây cái đường đi vô trong nhà lòng chợ nè cô chú. Nhà làm chợ thì dân tanh nè, không có ai hết trơn. Và kỳ bơ. Đó. Nhà làm chợ trống lỏng luôn. Có một vài cô bán quần áo với lại xà bông trong đó. Chợ này thì em thấy giống giống như là chợ Mỹ Đức. Đó, giày dép nè. Đây túi sách. Đó, cuối chợ đó cô chú ơi. Đường này là em đi ra phía trước chợ lại hồi sáng đó. Nãy em đi đường ở bên tay phải. Giờ là đường phía bên trái nha. Bên đây sữa đậu nành nè. Chắc lên đó mua sữa đậu nành uống quá. Đây bán bông nè. Bán bông tới mấy giờ lận chị? Dạ. Bán bông tới mấy giờ lận? Em đã bán ở đây thì tới chiều lận anh. Dạ, nãy giờ mới thấy chỗ này bán bông á. Để em quay vô giới thiệu luôn. Chỗ này bán bông nè cô chú. Dạ. Nãy giờ không thấy chỗ bán bông. Như là có mình anh chị hay gì á. Dạ. Cô chú đi chợ Châu Thạnh mua bông thì lấy ở đây nè. Chỉ có chỗ này bán bông thôi. Đó. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ. Đây sữa đậu nành đây. Cho con ly sữa cô ơi. Dạ. Dạ đậu nành. Lạnh nghe cô. Dạ. Sữa đậu nành. Ly lớn hay ly nhỏ đây? Ly lứa lứa. Có lứa lứa luôn hả? Này 7 ngàn. Dạ. Ly nhỏ là 5 ngàn. Dạ. Ly lứa lứa. Này mình nấu luôn hả cô? Nấu nhà con. Dạ. Đậu nành chợ Châu Thạnh. À, có sữa luôn hả cô? Để sữa cho nó ngon. Dạ. Nấu lâu không cô? Nấu chừng hơn một tiếng. Tốn ga nhiều không? Không có đóng nhiều đâu. Dạ. Nó sôi lên dài dạo rồi. Dạ. Nó bọt rồi, dài dạo cho nó. Dạ. Từ 5-10 phút rồi nhắc xuống. Dạ. À, sữa đậu nành đó cô chú. Nhiêu tiền con? 7 ngàn ly lứa. Còn ly nhỏ là 5 ngàn, ly lớn 10 ngàn. Phải không? Có 2 hấn ly à. 2 ly hả? Dạ.
con tưởng là có ly lứa lứa chứ. Ở đâu nó chả đây vậy? Dạ con ở An Phú. An Phú lên nè. Dạ, có biết An Phú không? Biết An Phú, xuống đây mua sữa tôi không á. Gì hả? Ừ, sữa đồ nặng tâm lên cho dạ, dạ. Rồi, cứ đi. Đi thẳng đường này hoài luôn là đi đâu con? Đi đi về Tinh Biên hả? Đi vườn Tinh Biên chạy thẳng qua, thẳng vô. Dạ. Đây mời cô chú anh chị bạn cùng em uống sữa đậu nành nha, rất là ngon. Rồi cảm ơn cô nhiều. Đó, đây là cuối chợ luôn rồi đó. Cuối kêu cuối anh. Dạ. Anh bán gì vậy? Dạ, bánh tét với lại chè. Chợ này là đông vui lắm cô chú. Mấy anh chị cũng dễ thương nữa. Gần gũi, không có khó chịu. Đây chén dĩa. Đó. Này là đồ cổ gì anh? Gốm sứ à? Có phải đồ cổ không? Đồ cổ thì không cổ. Không cổ. Dạ cũng xưa ha. Dạ. Đây có chút đồ nhìn cũng giống như là cái chén hồi xưa vậy đó. Anh bây giờ chợ Tà Mau qua được không anh? Dạ, không qua. Không được à? Đóng cửa hả? Dạ. Hồi đó giờ anh có lấy đồ bển không? Dạ, em tin đi bển mà nghe nói đóng cửa rồi. Dạ. Dạ. Cô chú có đi mua chén dĩa. Cũng không gọi là cổ lắm nhưng mà cũng hơi xưa xưa. Thì ghé phía sau chợ nè, bán rất là nhiều. Mấy em nuôi về sử dụng hay là mình chưng nữa anh? Dạ. Dạ. Rất là nhiều luôn. Em cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ chợ Gò Tà Mau đóng cửa rồi chú. Mấy cô mấy chị nói chưa có qua được. Wow, dịch bự quá. Hai mươi lăm ngàn chục. Dịch bự bự chà bá lửa luôn. Rồi nhìn lại chợ Gia Thạnh nghe coi chú. Chợ này cũng rất là rộng. Đó. Đó bên đây là mình chạy ra ngoài cái đường cái cầu qua, cũng qua Vĩnh Quân nữa. Nhưng mà đi thẳng luôn á là mình vô Tịnh Biên. Chợ cây mít Tịnh Biên đó coi chú. Thường em đi chợ cây mít là đi đường này không à. Rồi, mày đảo ra phía trước ăn bánh canh nha cô chú. Bên đây thì có đông như là cái dãy bên kia. Kia bán cá, rau củ quả nhiều nên ta đi bên kia nhiều cô chú. Bên nhà chợ bên đây thì không có ai bán. Đây là nhà của người ta ở luôn. Mấy cô ở đây thích quay phim lắm. Em quay không có hết được, tại quay hết được lâu lắm cô chú. Cô chú nói quay một clip khoảng 3-40 phút, 1 tiếng đồng hồ đã lại được rồi. Nên em thường canh khoảng hơn 1 tiếng hoặc là 50 mấy phút, 40 mấy phút là xong. Đây là khu ăn uống nè. Đó, khu ăn sáng ở bên đây. Phía trước chợ Giao Thạnh luôn.
cô chú nói uống trà đường mập nên em cũng bây giờ cũng hạn chế uống lắm. Bình thường buổi sáng nào đi chợ là cũng ra đây uống trà đường hết á. Bây giờ thì em cũng ít uống nên nó ít quay nữa. Lúc mới đi làm YouTube á thì em có 56 kg à, còn bây giờ là 62 kg rồi đó. Hết một vòng chợ luôn rồi đó cô chú. Bên đây bán quần áo may sẵn, đây là đây ăn bánh canh nha, nãy hứa với cơm đây là bánh canh nè. Đây nhà lòng chợ Châu Thạnh. Đó. Trong đây mấy cái sạp, nhiều sạp nghỉ bán lắm. Có bán trà đường trong kia nữa kìa. Rồi, lại ăn bánh canh cô chú. Sau đó em sẽ đi hỏi mấy cô chú ơi, đường qua Cà Mau ơi, quay cảnh quan hiện tại đó chú xem. Dạ, hiện tại thì em đã vừa quay chợ Châu Thạnh xong, bây giờ em sẽ đi một vòng với khu vực Gò Tà Mau để quay cho chú, cho cô chú anh chị bạn xem tình hình ở đó như thế nào nha. Đây có cái bảng nè, về Tịnh Biên là 17 cây, qua Campuchia là 15 cây, Long Xuyên là 61 cây. Còn bảng này là bảng khu vực biên giới nè cô chú. Bà con sống ở đây là khu vực biên giới, ngay chân cái đường biên giới luôn á. Bên đây là đình thằng Vĩnh Ngoan. Chạy thẳng đường này là khoảng 2 cây số, mình sẽ gặp một cái đường đi qua chợ Tà Mau. Mà hiện tại thì cái đường đó đã nước ngập rồi cô chú. Bây giờ mình nhìn xa xa thì mình thấy cái gò Tà Mau của nó đó. Bữa nay trời cũng không có nắng như là mấy bữa trước. Đó, đây là khu vực biên giới nha cô chú. Xíu nữa có một cái đường mòn á, mình đi qua bên Gò Tà Mau là qua Campuchia luôn đó. Lúc trước thì qua dễ lắm, còn bây giờ rất là khó. Chỗ này là khu vực biên giới nên em không có cầm cái máy quay được, em cầm cái điện thoại em quay á nên có hơi bị lắc, cô chú thông cảm nha. Mình cầm cái gimbal hay là điện thoại quay á sợ người ta để ý. Tại ở đây cũng có nhiều chốt biên phòng lắm. Đây là trường trung học cơ sở Vĩnh Ngoan nè. Chỗ này em đã tới một lần để quay đàn cá cho chú xem á, không biết đàn cá đó bây giờ còn không nữa. Đây là trường tiểu học Vĩnh Ngoan. Dạ, có nhiều cô chú anh chị các bạn hỏi em đường Gò Tà Mau hiện tại đi được chưa á, thì tại thì em đã đi tới Gò Tà Mau rồi nè. Chỗ này thì bây giờ nước ngập hết trơn rồi, với lại không có cho đi qua luôn nghe cô chú. Em hỏi người ta có đưa đò qua lại không thì người ta cũng không có đưa luôn. Hiện tại thì đóng cửa, em không biết khi nào mở cửa lại nữa. Xung quanh là nước ngập hết rồi cô chú.
Đây em đã đi ra tới mấy sông luôn rồi các chú. Tại chỗ này nước ngập gần tới ngực luôn á. Chỗ này sâu lắm. Ở bên kia có một chú đang đổ lờ á. Thì mình thấy chú đó đứng tới ngực luôn á. Đó, chợ Tâm Âu thì nằm bên đây nè cô chú. Lúc trước có qua chợ Tâm Âu á là đi đường này thẳng bển luôn. Qua bển thì bán nồi cơm điện nè, đủ loại đồ bển luôn á cô chú. Giờ nước ngập rồi, người ta cũng không có đưa đò luôn. Lúc trước ở đây hoạt động rất là tấp nập. Hai anh chị hồi sáng bán dưới chiên á là cũng làm ở bên casino bên đây nè. Cũng làm bên gò bên đây nè cô chú. Thì đóng cửa từ lúc dịch tới giờ á thì nhiều người ở bển nó bán không được, người ta đi chỗ khác ta bán. Có nhiều người ta về chợ Châu Đốc hoặc là chợ Châu Thạnh bán á cô chú. Đó, chợ Tâm Âu bên đây. Nhiều cô chú anh chị bạn hỏi em có mở cửa hay chưa. Thì hiện tại là chưa có mở cửa. Mà cũng không biết khi nào mở cửa luôn nghe cô chú. Đóng cửa từ lúc dịch tới giờ á. Bên kia là làm nhà nuôi yến luôn. Đứng từ cầu Cùng Tiên á, cô chú nhìn qua là thấy à. Cái này nước lớn quá trời lớn luôn nè. Có cá luôn. Cá giờ ngớt cái này quá trời luôn nè. Đâu chú thấy xa xa bên kia là núi Sam đó cô chú. Đó, núi Sam đó. Và mấy em quay chợ cây mít với lại chợ Cống Đồn thì nằm ở phía sau lưng núi Sam. Bên đây thì cái đồng ở đây là ngập hết trơn rồi. Có nhiều chú đi đặt lờ ở đây đặt cửa ngục lắm luôn á. Đó, chợ Gò Tà Mau. Em thấy hình như là làm chỗ nuôi én có chú. Casino bên đó đó. Mấy chú nói là hiện tại người ta nuôi én bển nhiều lắm. Chỗ này lúc trước thì rất là sôi động, rất là nhiều người qua lại đây mua bán nè. Còn bây giờ thì im đềm, không có qua được luôn cô chú. Biên phòng ở bển cũng không có cho qua luôn. Đó, em zoom lại đứng xa mà gần cho chú xem nha. Không thấy người bển luôn. Có mấy chú đi đặt cửa ngục nè. Như là nhà này là nhà nuôi yến vậy á. Bển người ta nuôi yến phải chị? Em thấy nhà lỗ nhấp chân nè. Dạ không. Giờ ta đâu cho ba đâu hả chị? Dạ dạ. Nhưng mình đi một vòng chơi nó cho không? Không, mình ở đây thôi, chấm người ta đâu chơi. Dạ. Em thấy mấy nhà lỗ chắc nuôi yến. Dạ. Cái tí dưới đó đó. Ông bơi sáng mạnh vô cái là nhấp luôn. Ngày qua bẻ không? Chúng bẻ lá không? Cái bẻ gì anh? Nhấp. Nhấp hả? Dạ. Đây là đóng cửa không có thời hạn luôn nghe cô chú. Dạ. Đói luôn không ai vô ra được. Không buôn bán hết trơn á. Từ lúc dịch tới giờ. Hôm nay làm rất là đẹp luôn á cô chú. Chị Gò Tà Mau thì hiện tại vẫn có người Việt Nam mình sinh sống bên đó cô chú. Thì chỉ có những người sống bên đó người ta mới đi xuồng đi giỏ qua đây qua lại được từ bên đó từ qua đây. Còn mình người khác lại á thì mình chỉ được đi một vòng chơi ở ngoài thôi chứ không có được qua bên đó nha cô chú. Khi nào chợ Gò Tà Mau mở cửa lại á thì em sẽ trở lại em quay cho chú xem cách đi qua bên chợ Gò Tà Mau. Hiện tại thì em hỏi người dân ở đây á thì không biết ngày nào mở cửa luôn. Không phải là người ta đóng cửa để tu sửa đâu chú, mà một lý do nào đó thì người ta không có mở cửa nha. Khi nào mở cửa thì em sẽ cập nhật cho chú xem. Tại nước cũng đã lên rất là nhiều luôn, bao quanh xung quanh cái núi và xung quanh cái gò này. Gò này chợ gọi là chợ Gò Mau đó, chợ Gò Mau đó cô chú. Chợ Gò Tà Mau.
Thôi chú xem hiện tại thì nước ngập bao quanh cái gò này hết trơn luôn rồi. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video em ở đây nha. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đây Đó An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau. Chợ gò Tà Mau. Ở đây em thấy có mấy cái nhà đỏ đỏ nè, không biết là cái nhà gì. Tại vì khuất sau mấy cây hết trơn rồi cô chú. Lúc trước thì em cũng có từng qua đây để mua nồi cơm điện, mua cần câu, mua đồ sang tay đó cô chú. Người ta gọi là đồ second hand á. Đồ xi vô đó, cũng rất là nhiều bên đây. Lúc mà chợ này còn hoạt động á thì mua bán rất là sung túc. Nhiều người làm việc ở bên đây á, mua bán ở bên đây, sinh sống bên đây. Còn bây giờ thì đóng cửa rồi. Mọi người cũng đã đi tìm việc khác để làm. Casino rất là hoành tráng luôn. Rồi tới đây thì em kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong các video lần sau. Anh hai này là người Campuchia. Đi vẫn lại anh? Anh đi bên Campuchia lại hả? Dạ. À. Anh là người Nam hay Campuchia? Dạ. Anh nói tiếng gì gần đó ta? Dạ, cái bên. Dạ. Dạ. Em đi vòng chơi á. Nhà anh gần đây không? Nhà anh gần đây không? Bên đây hả? Bên gò luôn hả? Chừng nào mở cửa lại anh? Chừng nào mở cửa lại? Dạ. Dạ, qua đường cửa khẩu được ha. Dạ. Anh hai anh nói tiếng Việt hay quá. Dạ. Dạ. Hai anh đi qua bình thường ha anh? Dạ. Có xin không? Dạ. À bển giờ còn bán buôn đồ gì không anh? Còn bán đồ gì bển không? Dạ. Còn An Phú. An Phú chú. Dạ xã Phú Hữu. Đó, hai anh bên gò qua đó. Anh là người Campuchia. Anh là người dân địa phương ở đây nên anh qua lại bình thường như cô chú. Đây đầu chợ thì em có gặp một cô bán vé số nè. Nãy giờ cô đi bán không biết có được hay không nữa. Bây giờ bán được không cô? Bán không được rồi. Dạ. Cô là người Việt Nam hay người Campuchia? Campuchia. Campuchia hả? Ở đâu lần cô? Ở Siem Reap. Siem Reap. Dạ, cô qua đây hồi nào vậy? Năm 93. 93 lần. Giờ nhà cô ở đâu? Ở Đầu Vĩnh Ngơn. Đầu Vĩnh Ngơn hả? Dạ, sao cô nói tiếng Việt Nam gần vậy? Gần. Qua đây hồi nào cô? Năm 93. 93 lần. Dạ, qua đây bán số giờ luôn? Bán số tới giờ luôn, chứ có bạn gì vậy đâu, chú ơi chú. Dạ, cô tên gì cô? Vắng. Dạ, tên Campuchia là cô là gì? Tên Vắng. Vắng hả? Dạ, dạ. Nhà cô còn ai nữa không? Còn. Dạ, còn ai cô? Còn dâu. Dâu hả? Dạ. Dâu là người Việt Nam hay người Campuchia? Việt Nam, Việt Nam ở đây. Dạ, còn dâu không hả? Dâu. Còn ông còn không cô? Ông à. Ông à, ông à. Dạ, dạ. Rồi nhà hiện tại là ở trọ hay là nhà của mình luôn? Dạ, ở ghe. Ở ghe hả? Ở ghe. Dạ. Ghe là đậu ở bờ khúc này hay nào cô? Ở cầu Vĩnh Ngơn. À, cầu Vĩnh Ngơn, ở đây hả? Dạ, cái trang cầu bên đây hả? Dạ, dạ. Cầu sắt. Dạ, dạ. Đây là cầu bên kia rồi. Dạ, dạ. Dạ. Chú làm nghề gì chú? Bán nghề gì đó, chú bán số à. Cũng bán số luôn, hai cô chú bán số luôn. Dạ. Bữa nay có duyên gặp được hai chú, cô chú. Thì con thay mặt cho cô ý tặng cho cô chú 400 ngàn để mua gạo nha. Dạ. Dạ. Siem Reap hồi đó cô làm bằng nghề gì cô? Bằng nghề cá. Nghề cá. Dạ. Siem Reap là gần ở cái gì ta? Ở gần, gần Thái hả? Gần Thái hả? Dạ, dạ, dạ. Làm nghề cá luôn. Nghề cá luôn. Rồi sao cô về đây vậy? Lúc còn cá hả đó. Dạ. Lúc qua Mỹ mà nó quánh mình rồi mình chạy lên bên cảnh rồi cảnh tôi chạy về với lại lại à. Rồi dạ. Lúc sau này là mình giải phóng rồi đó. Dạ. Vậy mới đi về nước cầu. Vậy là chú là người Việt Nam hả? Dạ. Việt Nam chứ. Còn cô là người Campuchia? Việt Nam. Dạ. Ở Campuchia quốc tịch Việt Nam. À, cô người Campuchia nhưng mà nhập tịch Việt Nam phải không? Dạ,
Dạ dạ. Rồi con gửi cô 400 ngàn của cô ý tặng cho cô chú á. Dạ dạ. Dạ cô chú khỏe, bây giờ khỏe nha. Dạ dạ dạ. Rồi quay cô. Vậy là trong ngày hôm nay thì em sử dụng 400 ngàn của cô ý để tặng cho cô chú bên đây. Cô chú bán vé số á, cô chú nhìn cũng tội nghiệp lắm. Nhà sống ở dưới ghe. Trong ngày hôm nay thì em sử dụng 400 ngàn của cô ý, số tiền còn lại là 2,4 triệu. Con sẽ sử dụng trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn cô rất là nhiều.